ăn nóng. Đây cần quá rồi. Chắc làm trong này thôi, đói lắm rồi, nhậu thôi. Hết rồi bà. Bột chân giòn, pha tiếp ăn đủ. Dập mà. Có mấy con. Pha nước ít thôi. Nhiều loãng cho nó không dính được. Đây, món chân gà đã xong rồi. Tương rút. Mắm gừng. Rau. Rau răm, rau gai. Dưa leo. Kiến thơi.
thử miếng cho mọi người có ngon không. Đây, thử miếng. Ngon mọi người, quá ngon. Rồi kết thúc video tại đây nha.